nghĩa. He is cold in here, là the temperature he is cold. Đó chính là nghĩa của ngữ nghĩa anh chị. Và nghĩa của ngữ nghĩa mình gọi là semantic meaning, như lần trước mình có nghiên cứu. Hoặc là mình gọi là sentence meaning. The temperature here is cold. The temperature here is cold, tức là thời tiết ở đây lạnh. Khi mình phát ngôn một cái câu, khi mình nói một câu là it's cold in here, tức là the temperature here is cold. Nhưng đối với nghĩa của ngữ dụng mà người ta gọi là grammatic meaning, hoặc mình có thể gọi là utterance meaning. Utterance meaning là it's cold in here, tức là would you put on the heating. Nếu trong một cái ngữ cảnh tình huống nào đó mà một người phát ngôn rằng là ở đây lạnh quá, it's cold in here, thì trong ngữ cảnh đó, nếu khu vực đó, cái chỗ vị trí đó có một cái lò sưởi chẳng hạn, thì cái người nói hàm ý rằng là nhờ mình, có thể là nhờ mình mở lò sưởi lên, would you put on the heating, ý của người ta là would you put on the heating, hoặc là tắt quạt đi, là would you turn off the fan, lạnh quá tắt quạt, hoặc là turn, hoặc là could you turn down the degrees of the air conditioner, là làm giảm nhiệt độ của cái máy điều hòa chẳng hạn. Thì tùy, ví dụ như đối với it's cold in here, đó chính là nghĩa đen, và nghĩa đen tức là the temperature is cold. Nhưng đối với it's cold in here, could you put on a heating, thì đó chính là nghĩa của ngữ dụng. Ngữ dụng thì mình phải hiểu trong ngữ cảnh, đúng không chị ha? Và nghĩa ngữ dụng hiểu ngữ cảnh, và hiểu cái nghĩa là could you put on a heating. Put on là việc mở thiết bị lên, heating, utterance meaning. Như vậy trong quá trình của mình hiểu về ngôn ngữ dụng, trong quá trình mình hiểu về ngôn ngữ dụng thì anh chị, thì mình sẽ hiểu được rằng là đối với ngôn ngữ dụng thì mình có utterance meaning mà nghĩa theo ngữ dụng, và sentence meaning nghĩa theo nghĩa đen. Hoặc mình có thể nôm na nói rằng là semantic meaning hoặc là grammatic meaning. Như vậy khi mà người ta phát biểu là utterance meaning là gì? Tức là cái the speaker's mean, cái người nói họ có ý gì? The speaker mean, cái người nói họ có ý gì? Speaker mean when he's make an utterance. Đầu tiên mình sẽ tìm hiểu anh chị nghĩa về utterance meaning chị ha. Như vậy anh chị có thể ghi cho nhận mình là utterance meaning là nghĩa của lời phát ngôn, nghĩa của lời phát ngôn, và mình nói đó là nghĩa ngữ dụng, nghĩa ngữ dụng anh chị ha. Mình sẽ chuyển sang slide thứ hai và đặc điểm chính của presupposition. Anh chị có thể nhìn vào màn hình, xin lỗi, anh chị có thể nhìn vào cái màn hình của mình sẽ học cái chương presupposition. Anh chị có thể ghi nhận vào vở của mình và ghi chú anh chị ha. Cái từ thuật ngữ này xuyên suốt trong quá trình ngày hôm nay mình học về presupposition, và mình có thuật cụm có từ là presupposition là tiền giả định anh chị ha. Cái tên tiếng Việt là presupposition, tiền giả định. Mình sẽ tìm hiểu về định nghĩa của tiền giả định là gì, and why should we learn about the presupposition, và tại sao chúng ta phải học về tiền giả định ha anh chị ha. Presupposition về tiền giả định. Thứ nhất là chúng ta đi vào định nghĩa và những đặc tính của tiền giả định. Chị đi vào định nghĩa và đặc tính của tiền giả định. Như vậy anh chị phải đặt ra câu hỏi là tiền giả định là gì, và tại sao chúng ta phải học tiền giả định ở với môn lĩnh vực tiền ngữ dụng học, và tại sao chúng ta phải học lĩnh vực này, lĩnh vực này có gì đặc biệt mà chúng ta phải học về lĩnh vực về tiền giả định. Về presupposition is what a speaker or writer, tại vì mình có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ viết đúng không chị, nên mình dùng chữ writer là is what a speaker or writer assume that. Anh chị có thể phát biểu giùm mình là động từ assume với là gì chị? Động từ assume, the speaker and writer assumes that. Động từ assume chị, động từ assume, the speaker and writer assumes that. Thừa nhận cho rằng. Dạ, chị nào phát biểu với mình đi nha. Dạ, dạ Thảo ạ. Dạ, ok chị Thảo, để mình biết, để mình ghi nhận lại về mặt phát biểu trong lớp học ha. PD là tên họ hả chị hả? Phan Đặng Ngọc Thảo hay gì? Dạ, Phạm Đào ạ. Phạm Đào. Dạ, presupposition, nhưng mà chị Thảo có phát biểu là assume mà cho rằng. Dạ. Yeah. What a speaker and writer assume that. Tức là tiền giả định là gì? Tiền giả định, anh chị ghé theo dõi cái khúc đầu anh chị. Khúc đầu là anh chị biết là khúc sau phải tập biết liền.
presupposition là những cái gì mà the speaker, what a speaker and the writer assume that người ta cho rằng the receiver of the message already knows, người nhận thông điệp đó, người nhận thông tin đó, họ đã already know, họ đã biết. Yeah. Tức là mặc dù người nói và người mà speaker and writer họ cho rằng là the receiver of the message, tức là người nhận thông điệp đấy, họ biết được cái ý, biết được cái thông tin, know the information, biết được thông tin, biết được thông tin chị ha. Thế là cái câu nào mà cái người mình mà người ta phát ngôn cái câu nào đó mà người ta không nói trực tiếp nhưng mà mình vẫn hiểu, mình vẫn biết được cái assume to be true, mình được assume that, assume to be true, the receiver of message là người nhận thông tin, gọi là biết thông tin. Dạ, người nhận thông tin, biết thông tin. Và những cái định nghĩa như vậy thì mình gọi là tiền giả định, tức là người ta không nói trực tiếp nhưng mà mình nghe lời phát ngôn đó, mình sẽ hiểu rằng là cái ý của người, cái thông tin mà người ta muốn truyền tải, thông tin. Dạ. Còn nếu mà cái ý muốn nói là mình sẽ nghiên cứu về một cái mảng khác nữa rồi. Ý muốn nói là nghiên cứu về mảng interculture chị ha. Yeah, như vậy à. Bây giờ mình thực hành một câu ví dụ là Mary's brother bought three brand houses. Dạ, yeah, mình có một câu, một cái lời phát ngôn. Dạ, yeah, lời phát ngôn là Mary's brother bought three brand houses. Mary's brother bought three brand houses. Như vậy mình nghe một cái lời phát ngôn như thế này, mình đã biết được thông tin gì. Thông tin nào mà mình nghe được, mà biết được đúng nha chị, mà phải đúng nha, thông tin đúng mà không được suy diễn nha. Là cái presupposition là không suy diễn, anh chị, không suy diễn theo cái ý của mình mà nó phải đúng dựa vào lời phát ngôn, nó phải đúng anh chị. Mình nhìn vào mình nghe cái lời phát ngôn đó, mình hiểu nó là đúng. Mary brother three both three brand houses. Dạ. Mình vừa nghe, mình nghe lời phát ngôn này, thì mình sẽ biết được thông tin gì, mình sẽ biết được thông tin chính xác nha, thông tin chính xác. Thì biết được thông tin chính xác đó thì mới gọi là presupposition. Yeah. Và mình và anh chị tôi dự đoán xem là đối với cái presupposition này nó được sử dụng trong lĩnh vực nào nhiều nhất, nhiều hoặc nhiều